For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Ca sĩ Khánh Ngọc xúc động khi con riêng được bạn trai Việt Kiều yêu thương. Trên trang cá nhân, Khánh Ngọc chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến bạn trai Việt Kiều yêu thương con trai riêng. Nhìn cách anh lo lắng chăm sóc cho quý tử như con ruột, nữ ca sĩ xúc động, mong con trai học hỏi điều tốt đẹp để đền đáp công ơn với người đàn ông này. Hôm nay con tới trường, ba dắt tay từng bước, một mình ba lô giấy tờ nhập học, trích vaccine, lựa quần áo, sách vở, bút viết, ba lô, mẹ không phải làm gì cả. Sáng sớm đi bộ đến trường cùng con, thấy hình ảnh này thật sự xúc động. Cảm ơn anh đã yêu thương và xem Conny Nguyễn như con ruột của mình. Học giỏi để đền đáp công ơn của ba nha con. Khánh Ngọc chia sẻ, đón nhận lời chúc phúc từ mọi người, giọng ca 8X cho biết con trai cô đã sang Mỹ định cư và nhập học tại đây. Khánh Ngọc thấy cũng không dễ tìm được một người yêu thương cả hai mẹ con, vì thế cô rất biết ơn người đã mang lại niềm hạnh phúc này. Trước đó, Khánh Ngọc chia sẻ niềm vui khi gia đình được đoàn tụ đón Giáng sinh và năm mới tại Mỹ. Điều ước 2023 đã thành sự thật, gia đình nhỏ đã được sum họp cùng nhau đón chào năm mới với nhiều trải nghiệm thú vị. Biết ơn và chia sẻ niềm vui cùng cả nhà. Khánh Ngọc, sinh năm 1983, là ca sĩ từng khuynh đảo làng nhạc Việt thập niên 2000. Cô từng giành giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 và giải ca sĩ trẻ được yêu thích tại làn sóng xanh năm 2005. Năm 2011, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Khánh Ngọc bất ngờ lên xe hoa sau thời gian ngắn yêu đương. Thế nhưng cuộc sống của nữ ca sĩ gặp nhiều đau khổ và chỉ kéo dài hơn một năm. Sau thời gian làm mẹ đơn thân, nữ ca sĩ đã tìm được tình yêu mới. Khánh Ngọc chia sẻ về niềm hạnh phúc lứa đôi nhân kỷ niệm 6 năm yêu đương. 6 năm yêu nhau, một cột mốc đáng nhớ của gia đình mình, mãi bên nhau hai tình yêu nhé. Bạn trai Khánh Ngọc tên Dasele Bùi là Việt Kiều Mỹ, ca sĩ tiết lộ quen tình mới khi con trai 5 tuổi. Thời gian đầu nhóc tì cũng hay kiếm chuyện, nhưng nhờ nỗ lực vun vén của cô và bạn trai, bé cũng thuận lòng. Chia sẻ về bạn trai, Khánh Ngọc từng cho biết, bạn trai là bờ vai vững chắc cho tôi và con trai. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ở hiện tại, cuộc sống của tôi bình yên, hạnh phúc. Thời gian qua, bạn trai qua lại giữa Việt Nam và Mỹ để tiện gần gũi chăm sóc mẹ con cô. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để liên tục được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.